một cái chân máy để bàn dành cho ai thích quay video những cảnh từ trên xuống. Thì cái chân máy này sử dụng được trên điện thoại và những cái dòng máy ảnh mirrorless nhỏ gọn. Ở cái phần đầu cắm thì người ta có tặng cho mình một cái đầu kẹp để gắn điện thoại, còn nếu không thì chúng ta có thể gắn máy ảnh trực tiếp luôn. Ở phía sau có cái nút để chúng ta giữ chặt cái thanh trượt này khi mà chúng ta canh chỉnh độ cao ha. Tổng quan thì chân máy này khá là dễ xài. Cái chân máy này thích hợp cho những ai mà hay quay video những cái cảnh từ trên xuống như là nấu ăn. Thì cái chân này nếu mà kéo lên hết cỡ khoảng gần 1 mét nha, bạn có thể tháo rời ra từng món để tiện cho chúng ta khi mà chúng ta di chuyển đi quay ở đâu đó ha.